thì dòng mới nhưng mà nói chung là lâu lâu nó mới có. Thì cái này bữa về là bán 41 triệu đúng không chị? Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô xe mới về. Thì đặc biệt là Winner này, rồi TFX này, rồi Exciter này, có rất là nhiều loại luôn. Thì với số một cái số lượng khá là khủng luôn. Và GSX này. Thì quý chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ qua cái địa chỉ và số điện thoại mình để bên dưới. Đây là như mình ví dụ cái con này là mới về này, mới về luôn này, chưa có bỏ lên này. Đó, đây là một chiếc Winner 2018 rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ update dần dần giá cũng như đời xe cái Audo cho các bạn á. Tại vì mọi người coi là nói là phải báo cái km. Ok, thì mình lướt sơ qua cho các bạn trước á. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì liên hệ, và đặc biệt ở đây có dịch vụ trả góp, trả góp qua ngân hàng. Thì lãi suất của nó thấp, cũng từ đối với 3 tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương thì lãi suất tầm 1.1 à. Còn đối với những cái tỉnh còn lại thì lãi suất tầm 1.6 tới 1.9 các bạn. Thì hồ sơ của các bạn càng đầy đủ thì mức lãi suất càng thấp thôi. Và đặc biệt ở đây ngân hàng này không có giữ cặp vẹt gốc. Khi mà mình mua thì cặp vẹt gốc thì mình cầm luôn. Và S135 cũng còn lại tầm 4-5 chiếc. Và Rider, rồi Sonic, Sideshow thì đợt này cũng về rất là nhiều luôn. Thì đó, khách thì sáng giờ mua rất nhiều, sáng giờ đông lắm các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật dần lại cho các bạn ha. Cập nhật lại và cập nhật kỹ, bởi vì nhiều anh em nói như vậy. Thì bạn nào cần tư vấn trả góp thì liên hệ qua Facebook mình để bên dưới. Đó, TFX này, R15. Thì đó. Rồi ok, thì mình sẽ báo giá từng chiếc cho các bạn ha. Thì đầu tiên mình giới thiệu với quý anh chị và các bạn là con GSX. Con này được nhiêu chị? Con này đời cuối 2018 em. Cuối 2018, con này là một bạn đen nhám, đen mờ nhé. Này biển số 66 Đồng Tháp. 66 Đồng Tháp nha các bạn. Giá 47 triệu. Con này đi 14 ngàn. Chạy 14 ngàn. 14 ngàn nha các bạn. Giá của nó là 47.900.000. Thì nếu như con này thì ngân hàng hỗ trợ 25 triệu thì phần còn lại mình sẽ trả hết nha các bạn. Đó, thì cho dễ cho các bạn. Rồi tiếp theo là con Ad 2019. Giá của nó là 37.900.000. Thì biển số của nó nhiêu chị? Con này biển số 83 Sóc Trăng nha. 83 Sóc Trăng. Con này chạy 10.000. Chạy 10.000 nha các bạn. Thì ở đây cũng bọc keo. Dạ, bọc xi vẫn còn bọc keo này. Vẫn thứ nhất là hỗ trợ rút hồ sơ này, rồi sang tên cho các bạn. Thì nếu mà mình rút hồ sơ thì dao động giá của nó là tầm 800 tới 1.2 triệu. Còn nếu mà về các bạn mà dịch vụ luôn sang tên về các bạn ở tỉnh á, thì nó dao động cũng tầm thêm khoảng 2 triệu nữa chị. Sẽ không tới, tùy theo cái dòng xe. Không, nói chung là xe ví dụ như là 30 triệu đúng không? À, 30 triệu. 30 triệu mà mình nhập vào tỉnh thì thuế của nó có 1% là hết 300 ngàn tiền thuế. 300 ngàn tiền thuế. Ví dụ là như vậy. Dạ. Như xe này chỉ hai mấy triệu thì họ sẽ tính cái trị giá nó chỉ còn tầm 20 triệu thôi. À. Tiền thuế nó giảm đi. Tiền thuế giảm đi. Rồi đó thì nói chung là dao động mấy trăm ngàn á. Nếu mà nhập sang tên chính chủ, chủ yếu là hồ sơ gốc mình rút được rồi thì mình nhập thôi. Rồi tiếp theo là cái con mà Ad. Con Ad này là biển số 61 đấy em. Con này là 28.900.000. 28.900.000. Xe ngay chủ hết, mới công chứng xong. Rồi tiếp theo là con Ad màu trắng đỏ tiếp. Đợt này về rất là nhiều luôn. Con này là biển số 37 Nghệ An. 37 Nghệ An. Con này đời bao nhiêu chị? Cuối 2016. Cuối 2016, giá 28.200.000. Bộ xe nếu anh em nào muốn công chứng thì công chứng luôn. Dạ. Thì nếu mà anh em nào mà không sang tên thì muốn công chứng thì công chứng. Con này đi tầm bao nhiêu chị? Mấy ngàn? Con này chạy khoảng 20 ngàn. Dạ, con này chạy 20 ngàn nha các bạn. Rồi. Hãy báo con này chưa? Chưa. Con này tiếp một con trắng đỏ nè. Trắng đỏ thì hôm nay cái lô này còn lại là 1, 2, 3, 4, còn 5 chiếc. 5 chiếc màu trắng đỏ nha các bạn. Con này biển số 67. Biển số 67. Giá 28.700.000. Đó. Rồi tiếp theo là một con màu đỏ. Này,
C2019. C2019. Biển số 78. Giá 37,8 triệu. 37,8 triệu nha các bạn. Rồi, tiếp theo là con S màu CRV, màu này cũng rất là chuộng luôn. Biển số của nó là 68 nha các bạn. Giá của nó là 28,6 triệu. Đó. Đó, con này là đời 2016 nha các bạn. Rồi tiếp theo là một cái con màu đen nhám. Con này cũng là một cái con mà rất là nhiều người ưa chuộng luôn. Cái màu này màu chuộng mà. Con này giá 31,9 triệu. 31,9 triệu. Biển số 94 Bạc Liêu. 94 Bạc Liêu nha các bạn. Đó thì quý anh chị nào muốn mua thì liên hệ ha. Thì con nếu này... Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua dòng Vinner đi. Con này là biển số 66 Đồng Tháp. Con này đăng ký 2018. Giá 29,3 triệu. 29,3 triệu. Rồi tiếp theo là cái con màu Vinner màu đen nhám. Màu này cũng là màu là rất là chuộng luôn. C2018. C2018. Biển số 94 Bạc Liêu. Con này 30,08 triệu. 30,08 triệu. Đó. Rồi tiếp theo là một cái con Vinner màu đỏ đen. 65 Cần Thơ. 65 Cần Thơ nha các bạn. Đăng ký 2017. Giá 28,4 triệu. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ ha. Rồi tiếp theo là một cái con màu Vinner màu vàng đen. Con này biển số 66 Đồng Tháp. 66 Đồng Tháp, 27,9 triệu. Đời 2017. Đời 2017 luôn. Rồi tiếp theo là một cái con màu xanh trắng tháng 12 2016. Con này thì hai giá 26 triệu thôi. Máy zin mà nó sơn bông lên mắt lên mắt cú kiểu đó. Nhìn các bạn đi, nhìn kỹ con xe đi, rất là đẹp luôn. Rồi con này 2017, biển số 47 Đắk Lắk, giá 26,5 triệu. 47 Đắk Lắk, 26,5 triệu. Rồi tiếp theo một con màu đen nữa nè, Vinner màu đen. Biển số 67 An Giang, đăng ký 2017, giá 28,3 triệu. 28,3 triệu. Con này là S135. Đăng ký 2014. 2014, giá 17,8 triệu nha các bạn. Con này rớt đầu ý nha. À con này rớt đầu rồi. Rớt đầu rồi. Đó thì các bạn thấy đây. Thì xe ở đây á, mình muốn nói lại cho quý anh chị và các bạn á. Ở đây thì thực ra là cứ xe chủ yếu là zin là chính. Còn những cái con nào mà ví dụ như hiện trạng của nó rớt đầu thì bên mình vẫn báo là rớt đầu hết, chứ không có chuyện mà xe rớt đầu và báo chưa nha. Nên có rất là nhiều anh em mua xe đây rồi, người ta qua cảm nhận của người ta thì người ta rất là thích ở cửa hàng này. Và nếu mà các bạn không tin thì có thể tìm về cái video mà bữa có một cái ông chú mà ông đã mua xe ở đây á, và ông đã tới ông lấy hồ sơ á, ông cảm ơn về những cái gì. Bởi vì ông mua xe thật sự nó đúng như cái chất xe của ông, và về nhiều người khen cũng như là người ta nói là cửa hàng này rất là uy tín về cái độ xe của nó. Thì quý anh chị nào muốn mua thì quý anh chị cứ liên hệ tới cửa hàng này. Cửa hàng cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964 711525. Rồi, cái này thì bán rồi. Thực ra để nói đó là cái dòng Vinner X thì dòng mới, nhưng mà nói chung là lâu lâu nó mới có. Thì cái này bữa về là bán 41 triệu đúng không chị? Thì đó 41 triệu. Nếu mà tháng 8 đó xe chạy 900 coi bán 41 triệu thì các bạn đi. Các bạn nào mà muốn mua thì các bạn cứ theo dõi, khi mà có mình sẽ update lên cho các bạn ha. Tại vì những cái dòng đó mới mà rất là nhiều người chuộng. Rồi tiếp theo là mình muốn giới thiệu với anh chị là SI 135 số 60 Đồng Nai, giá của nó là 19 triệu. Đó. Rồi tiếp theo là SI 135 nữa này. Con này xe không côn, đăng ký tháng 12 2016, biển số 83 Sóc Trăng. Con này giá 19 triệu 83 Sóc Trăng, 19,8 triệu nha các bạn. Rồi thì con bây giờ Rider biển số 61 Bình Dương, đăng ký 2015, giá 27,9 triệu. Đó, 27,9 triệu. Và có con Rider này cũng đăng ký cuối 2016. Cuối 2016. Biển số 63 Tiền Giang. Biển số 63. Giá 28,5 triệu. Hai chiếc này là nó lên Boe tăng tốc và Boe tăng tốc. Chạy Boe tăng tốc mới lại lên bình xăng mới. Dạ. Máy thì zin. Máy zin nhưng mà chạy Boe tăng tốc. Dạ. Cái con này đăng ký 2014 này, biển số 37 Nghệ An. Con này giá 27,9 triệu. Xe zin đẹp.
con này biển số 72 Vũng Tàu, đăng ký 2014, con này giá 27 triệu 5. Em 27 triệu 500. Rồi tiếp theo là cái con màu này biển 72 Vũng Tàu, đăng ký cuối 2018, con này là phun xăng. Phun xăng. Con này là giá 39 triệu 5. 39 triệu 5. Thì đợt này về rất là nhiều dòng rider luôn. Thì quý chị và các bạn nào muốn mua chơi thì lên chơi. Đăng ký tháng 3 2019. Biển số 61 Dĩ An. 61 Dĩ An. Sang đầu tuần đi công chứng giấy. Dạ. Và con này là giá là 40,8 nha. 40,8. Tại vì bây giờ xe mới là rider nó có nick lên giá. Dạ. Em thấy rider với Sonic đợt này mới lên giá mà. Mới lên giá, rider với lại Sachia nó lên giá nha. Dạ. Con này là đen, biển số 61 Bình Dương, xe ngay chủ công chứng giấy nha, đăng ký cuối 2018, giá của nó là 40 triệu 400. 40 triệu 400. Đó. Em mới chạy hết con dạ. Mới rồi đây con rider Sanker luôn à. Con này thì đăng ký 2015. Con này 2015. Thì 28 triệu 9. 28 triệu 900. 60 Đồng Nai nha. 60 Đồng Nai nha các bạn. Rồi tiếp theo con ẹt, con ẹt đã bán rồi. Đúng rồi, con này người ta đặt cọc rồi. Đặt cọc rồi. Rồi, con Benelli thì chỉ còn một con nha các bạn. Giá của nó là 25 triệu 500. Biển số thành phố. Dạ. Xe ngay chủ công chứng giấy. Rồi, con này, Sonic. Cuối 2018. Cuối 2018, giá của nó là 48 triệu 800. Con này đi mấy ngàn đi? Chạy 16 ngàn đúng không? 6 ngàn. Rồi, con TFX đây. TFX là một trong những cái hàng mà rất là nhiều người săn hiện tại. Thời điểm này thì chỉ về có một con duy nhất thôi. Đăng ký 2017. 2017. Giá 4 à quên, giá 50 triệu 800. 50 triệu 800. Để đi nó đi bao nhiêu ngàn vậy? Chỉ 19 ngàn. 19 ngàn. Đó, tay biết này 19 ngàn. Còn giờ 15V3. Giờ 15V3 con này là 62 triệu. Rồi 22 28 anh. Đăng ký 2018. Dạ. Rồi con Benelli 451 45 triệu Đồng Nai nha các bạn. Rồi con R15V3 này 2018 luôn ạ. Đi 3 ngàn. 63 triệu 900. Cuối cùng là cái con ẹt ẹt màu trắng đỏ tiếp này. Số 67 28 triệu 800. Và con Winner nãy giờ mình chưa trên 30 triệu 300. 30 triệu 300. Màu này là phiên bản tem sơn nhưng mà cà vẹt của nó đúng màu luôn. Đúng nha. Màu như này luôn. Đúng rồi. Đăng ký 2018. Số 67 30 triệu 300. Con này đẹp này. Con này thấy đẹp không? Con này đăng ký 2017 này. Biển số 83 Sóc Trăng. Dạ, 2017. Rồi, tiếp theo là con đăng ký cuối 2016. Cuối 2016. Biển 73 Quảng Bình. Là phiên bản kỷ niệm đúng không ta? Cái này nó thì nói chung là màu này thì nó cũng mắc tiền nhưng mà dạ. Có người thích màu này, người không mà. Dạ. Giá 27 triệu 800. 27 triệu 800. Đó, thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn các dòng xe thôi. Thì chủ yếu là dòng Tycoon, ở đây chuyên về dòng Tycoon, Winner nè, Ed nè và Rider, Sonic đồ các loại luôn. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ. Và đặc biệt thì cũng có mô tô GSX nè, rồi R15 nè, rồi TFX. Thì ok, thì các bạn muốn mua thì liên hệ qua cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Thì có trả góp thì quý anh chị và các bạn xem cho kỹ ha. Mình đã nói rất là rõ rồi. Thì bạn nào cần tư vấn gì nữa thì kết bạn của mình ở dưới Facebook mình để ở dưới ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Thì nếu bạn nào đã mua xe được rồi thì thôi. Còn nếu mà muốn đổi xe, xe cũ lên đời xe đồ thì cứ tới rồi liên hệ. Mình luôn luôn hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh của mình trong thời gian dài. Rồi, bye bye.